ông Biden đến Ukraina khiến thông điệp liên bang của Tổng thống Nga mờ nhạt. Các nhà phân tích nhận định việc Tổng thống Mỹ Biden thăm Ukraina, còn Ngoại trưởng Blinken đến Ankara là một cuộc tấn công truyền thông nhằm vào Nga. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 20 tháng 2, ông Andrei Bichitsky, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ chức Hỗ trợ và Phát triển Cô lạc bộ Thảo luận Quốc tế Van Dai, cho rằng hai chuyến thăm song song của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ukraine và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Thổ Nhĩ Kỳ là nỗ lực của Washington nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Putin. Cũng theo TASS, Tổng thống Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga vào trưa hôm nay theo giờ Moscow. Ông Bichisky cho biết các chuyến thăm trên là cuộc tấn công truyền thông của Mỹ ngay trước thông điệp liên bang của ông Putin và chỉ là một phần trong chính sách tuyên truyền chống Nga của phương Tây. Đó là một nỗ lực làm mờ nhạt chương trình nghị sự của ông Putin, ông Bichisky nhấn mạnh cũng theo ông bichitsky động thái này của mỹ dù gây tiếng vang nhưng sẽ không tạo ra bất kỳ tác động nào tới quyết tâm của nga đối với chiến dịch quân sự đặc biệt theo giới phân tích bằng cách này giới lãnh đạo mỹ đang cố gắng tác động đến cử tri trong nước đang mong đợi đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp diễn ra vào năm sau cuộc bầu cử đang tới gần còn ông biden gần như chưa tạo được bất kỳ ấn tượng nào đủ tốt với các cử tri chuyến đi mang tính biểu tượng tới ukraine sẽ mang lại cho đảng dân chủ lợi thế cạnh tranh rất lớn trong cuộc bầu cử tiếp theo ông bichitsky nói thêm nếu việc ông Biden đến Kiev để tái khẳng định cam kết với đồng minh, thì chuyến đi của ông Blinken tới Ankara là tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Washington muốn chứng minh rằng Mỹ là ở vị trí người chỉ huy. Sau thảm họa động đất, Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ linh hoạt hơn, chuyên gia Bichitsky phân tích. Hôm 20 tháng 2, Tổng thống Biden đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. Trong chuyến thăm tới Kiev, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết vững chắc của ông đối với nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Biden gặp Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine để thảo luận về các khoản viện trợ trong tương lai. Tổng thống Biden cũng công bố gói viện trợ mới, bao gồm các thiết bị quân sự như đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar phòng không, mà theo ông nói là nhằm bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc ném bom. Khi Ukraine-Nga quyết chiến tới cùng Ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện chuyến thăm lịch sử và đầy bất ngờ tới Ukraine, thể hiện sự ủng hộ và tình đoàn kết với Kiev khi sắp tròn một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine 24 tháng 2. Nhân dịp này, ông Biden thông báo Washington sẽ cung cấp gói viện trợ khí tài mới trị giá 500 triệu đô cho Ukraine. Cùng ngày đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, kêu gọi tiếp tục cung cấp đạn cho Ukraine. Các tuyên bố ủng hộ dành cho Kiev nói trên của lãnh đạo phương Tây diễn ra trong bối cảnh cả ukraine lẫn nga chưa có đủ năng lực giành chiến thắng quân sự hoàn toàn trên chiến trường và triển vọng hòa đàm cũng bịt mờ năm thứ hai của cuộc xung đột chứng kiến quyết tâm chơi tới cùng của tổng thống putin và tổng thống ukraine zelensky khi không ai chịu nhượng bộ ai khi nhìn về phía trước của cuộc chiến lo ngại ngày càng tăng lên về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể liên quan tới hạt nhân khi quan hệ giữa nga và các đồng minh phương tây của ukraine ngày càng xấu đi Ừ, tin chắc chắn không dễ dàng rút lui khỏi cuộc chiến mà ông đã khởi sự nếu không đạt được kết quả thắng lợi trên chiến trường. Có đông Zelensky hoàn toàn không thể chấp nhận đánh đổi sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Bất kỳ một sự nhượng bộ nào cả về quân sự hay lãnh thổ được coi là không khả thi đối với cả hai bên. Một bên thì không muốn mất thể diện, có bên kia không muốn trở thành người phản quốc. Chính vì vậy, ngoài quyết tâm chính trị, sức mạnh quân sự của hai bên sẽ góp phần định hình cục diện cuộc xung đột trong những tháng tới. Kể từ khi Ukraine thực hiện một cuộc phản công đầy kịch tính và bất ngờ vào mùa thu vừa qua bằng việc đẩy lực lượng quân đội Nga ra khỏi một số khu vực phía Nam và phía Đông, thì đến nay không bên nào đạt được tiến bộ đáng kể. Mặc dù phía Nga sau đó đã thay đổi chiến thuật bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, cũng như thực hiện một chiến dịch tấn công khốc liệt để kiểm soát thành phố Bakhmut ở phía Đông, nhưng cũng không tạo ra chuyển biến đáng kể trên chiến trường. Phương Tây cho rằng Nga phải cố gắng bù đắp ngành công nghiệp khí tài vốn không kịp sản xuất cho chiến trường bằng cách tìm kiếm nguồn cung khí tài từ bên ngoài để Moscow có thể tiếp tục duy trì thế thượng phong trong xung đột với Ukraine. Các quốc gia phương Tây cáo buộc Nga mua tên lửa từ Triều Tiên cũng như máy bay không người lái từ Iran. Tuy nhiên thật khó để tin rằng Nga cũng như Ukraine đã tích lũy đủ nhân lực và nguồn lực để có thể đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc xung đột đã sang năm thứ hai một yếu tố có thể gây bất ngờ đối với người ủng hộ chiến dịch quân sự của nga tại ukraine chính là viện trợ của phương tây dành cho ukraine không hề sụt giảm sau một năm chiến sự tài chính và khí tài hiện vẫn đổ vào ukraine để duy trì nền kinh tế và quân sự của ukraine bất chấp những cảnh báo của chính quyền nga rằng hành động đó có thể dẫn tới việc đối đầu trực tiếp giữa nga và liên minh quân sự bắc đại tây dương nato tuy vậy binh lính ukraine cũng cần thời gian để làm quen với xe tăng xe chiến đấu và các thiết bị khí tài khác của phương tây Ngoài ra, các quốc gia phương Tây không muốn chọc giận Nga nên số lượng và chủng loại khí tài không bao giờ được cung cấp đủ cho Ukraine như yêu cầu. Do đó, các cuộc tấn công và phản công sẽ tiếp tục khốc liệt và tổn hao. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước nói rằng một cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã bắt đầu. Có vẻ như Nga sẽ tấn công dữ dội hơn vào nhiều điểm khác nhau dọc theo chiến tuyến quanh co từ Kharkov đến Zaporizhia để hoàn thành mục tiêu kiểm soát phần còn lại của vùng Lugansk và Donetsk. Tuy nhiên, Ukraine cũng có kế hoạch sẽ thực hiện nhiều cuộc phản công trong thời gian tới khi xe tăng và pháo tầm xa viện trợ của phương Tây tới. Cuộc chiến có vẻ không có hồi kết rõ ràng trong thời gian tới, nhưng đối với những người dân thường bị mắc kẹt trong làn đạn, điều đó có nghĩa là đổ máu và đau khổ vẫn tiếp tục. Trung Quốc không muốn chiến tranh Ukraine kéo dài Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh không muốn thấy bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đối ngoại, đồng thời luôn thúc đẩy hòa bình và đàm phán. Ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Ukraine bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức ngày 19 tháng 2. Ông Vương Nghị là cựu Ngoại trưởng Trung Quốc và là và hiện là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi không muốn thấy cuộc khủng hoảng ở Ukraine kéo dài và lan rộng. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các cộng đồng quốc tế để tránh làm xấu thêm tình hình và kiên trì đấu tranh cho hòa bình. Báo SCMP dẫn lời ông Vương Nghị trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đã kéo dài gần một năm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev đánh giá cao vị thế và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, cũng như lập trường của nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị. Ukraine cũng mong muốn Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng viết trên Twitter sau đó, ông Kuleba cho biết Vương Nghị đã tái khẳng định sự tôn trọng của Trung Quốc đối với chủ quyền và toàn viện lãnh thổ của Ukraine, cũng như bác bỏ việc sử dụng vũ lực như biện pháp giải quyết những bất đồng. Trước đó tại hội nghị ở Munich, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ công bố quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine nhưng không nói rõ thời điểm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nội dung sẽ bao gồm một số tuyên bố quan trọng của Chủ tịch Tập Cật Bình, bao gồm chủ quyền và toàn viện lãnh thổ. Chúng tôi sẽ tái khẳng định rằng không có ai thắng trong chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi sẽ kêu gọi đảm bảo an ninh và phản đối các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân. Đồng thời, chúng tôi ủng hộ phản đối sử dụng vũ khí sinh học và hóa học. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói ngày 20 tháng 2. Ngày 18 tháng 2, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp không chính thức với Ngoại trưởng Mỹ Atoli Blinken, biên lề hội nghị an ninh Munich. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai nhà ngoại giao kể từ vụ khinh khí cầu xâm phạm không phận Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken đã cảnh báo ông Vương Nghị về những tác động và hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga hoặc giúp Nga né các biện pháp trừng phạt. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ không chấp nhận việc Mỹ chỉ tay hoặc thậm chí ép buộc quan hệ Trung Quốc Nga. Mỹ với tư cách là một nước lớn có mọi lý do để nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, thay vì thêm dầu vào lửa hoặc trục lợi từ nó, ông Vương Nghị nói. Trung Quốc sau 3 năm kiểm soát COVID-19 đang tăng cường khôi phục mối quan hệ với châu Âu, vốn trước đó đã dặn nứt vì tránh chỉ trích Nga. Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị sẽ thăm Pháp, Ý, Hungary và Nga đồng thời tham dự hội nghị an ninh Munich lần thứ 59 từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2. Ông Vương Nghị dự kiến sẽ thăm Nga vào ngày 22 tháng 2, chỉ hai ngày trước khi chiến sự Ukraine tròn một năm. Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình và từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc cũng là điều mà Mỹ và phương Tây lo ngại.